sáng ngày 4 tháng 5, Sở Y tế Đồng Nai cho biết, tính đến gần 8 giờ sáng cùng ngày, đơn vị ghi nhận có 555 ca ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì tại thành phố Long Khánh. Trong đó có hàng trăm ca đang được điều trị, 6 ca nặng và 2 ca rất nặng. Theo Sở Y tế Đồng Nai, riêng Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh ghi nhận 503 trường hợp với các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, sốt đến khám. Trong đó có 109 trẻ em, 11 ca chuyển viện đến Bệnh viện Nhi Đồng Đồng Nai và Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. 35 ca xuất viện, 105 ca khám ngoại trú và cấp toa về. Hiện tại, có 352 ca còn lại đang được điều trị tại các khoa tại bệnh viện. Đồng thời, Bệnh viện Nhi Đồng Đồng Nai cũng đang điều trị cho 13 ca, trong đó có 9 ca chuyển viện từ Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh, 3 ca người nhà tự đưa đến khám và điều trị. Hiện tại, có 6 ca đang được điều trị tại khoa hồi sức tích cực chống độc tại Bệnh viện Nhi Đồng Đồng Nai, trong đó có 2 ca thở máy, tiên lượng rất nặng. Cụ thể là bé Trương Gia Hoàng, 6 tuổi, ở phường Sân Hòa, thành phố Long Khánh, với chẩn đoán ngưng tim, ngưng thở, sốc nhiễm trùng đường tiêu hóa béo phì. Bé Hoàng đang trong tình trạng rất nguy kịch, phải thở máy, lọc máu chu kỳ 1, sinh hiệu tạm ổn, tiên lượng rất nặng, khả năng sẽ được chuyển lên bệnh viện tuyến trên. Trường hợp thứ hai là bé Trần Đào Nam Anh, 7 tuổi, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai, với chẩn đoán sốc nhiễm trùng đường tiêu hóa và béo phì hiện đang điều trị tại khoa hồi sức tích cực chống độc với tình trạng phải thở máy, lọc máu chu kỳ, dùng các loại thuốc sinh hiệu tạm ổn. Bên cạnh đó, theo báo cáo của bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh, có một ca là em Nguyễn Hoàng Tuấn Anh 13 tuổi đang được chẩn đoán viêm ruột với tình trạng tiêu chảy cấp, có mất nước nghi do vi trùng, nhiễm trùng huyết đường tiêu hóa liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại thành phố Long Khánh Đồng Nai. Hiện, bệnh nhân này đang được điều trị tại khoa hồi sức tích cực chống độc của bệnh viện ngoài ra các trường hợp còn lại đang điều trị tại các cơ sở y tế khác trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và tình trạng đã ổn định. lãnh đạo sở y tế Đồng Nai cũng cho biết hiện tại ngành y tế Đồng Nai đảm bảo thuốc men, thiết bị, vật tư y tế, thu dung điều trị nhất là các trường hợp nặng. trong trường hợp vượt quá khả năng, sở y tế sẽ chỉ đạo các đơn vị phối hợp chặt chẽ với các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế tại khu vực phía Nam như Bệnh viện trợ rẫy, Bệnh viện Đa Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện thống nhất trong việc chuyển tuyến, hội trần chuyên môn, khám chữa bệnh từ xa nếu cần thiết. Trong những diễn biến phức tạp về vấn đề ngộ độc thực phẩm trong thời gian gần đây, ngày 3 tháng 5 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã công điện số 44 gạch chéo CD gạch ngang TTG, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương triển khai các biện pháp ngăn ngừa xử lý ngộ độc thực phẩm. Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các ngành chức năng trên địa bàn tập trung cứu chữa các bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm xảy ra tại thành phố Long Khánh, đảm bảo tốt nhất cho sức khỏe người dân lãnh đạo cục an toàn thực phẩm bộ y tế đề nghị sở y tế tỉnh đồng nai tập trung mọi nguồn lực để cứu chữa cho các bệnh nhân ngộ độc thực phẩm nhất là bệnh nhân nặng bằng mọi giá phải cứu chữa cho bệnh nhân phó giám đốc sở y tế đồng nai võ thị ngọc lắm cho biết ngày 1 tháng 5 bắt đầu ghi nhận có 70 ca ngộ độc thực phẩm nhập viện tại bệnh viện đa khoa khu vực long khánh sau khi ăn bánh mì vào ngày 30 tháng 4 cơ quan chức năng của thành phố sau đó đã xuống để kiểm tra cơ sở bánh mì băng nơi các bệnh nhân đã mua bánh mì ăn trước đó để điều tra Kết quả cho thấy tiệm bánh mì băng bán bánh mì thịt bao gồm bánh mì, bát tê tự làm, can heo thịt mỡ, chảo lụa, thịt nguội, thịt heo, dưa muối chua tự làm, cà rốt, củ cải trắng, nước sốt tự làm bao gồm nước hầm thịt heo, hạt nêm, bột ngọt, nước tương. Phục vụ khoảng 1.100 ổ bánh mì trên một ngày vào buổi sáng vào lúc 6 giờ đến 9 giờ, buổi chiều vào lúc 15 giờ đến 19 giờ nguyên liệu thực phẩm được chế biến và bán tại nhà. Theo báo cáo của đại diện cơ sở tiệm bánh mì băng, có phục vụ khoảng 1.100 mổ bánh mì trong ngày 30 tháng 4 và khoảng 500 mổ bánh mì thịt từ 6 đến 8 giờ vào ngày 1 tháng 5. Ngay sau khi xảy ra sự việc, Sở Y tế đã vào cuộc điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ việc. Tại thời điểm điều tra, tiệm bánh mì băng không có giấy phép kinh doanh tại địa chỉ khu phố 2, phường Xuân Bình, thành phố Long Khánh. Tuy nhiên, bà Nguyễn Thị Khánh Băng sử dụng giấy phép kinh doanh số 47S801 5434 cấp ngày 27 tháng 9 năm 2021 do phòng tài chính kế toán Ủy ban dân thành phố Long Khánh cấp cho bà Nguyễn Thị Ngọc Phương làm chủ hộ kinh doanh. Bà Phương là con ruột của bà Nguyễn Thị Khánh Băng đi dân nước ngoài từ tháng 2 năm 2023. Theo trình bày của bà Nguyễn Thị Khánh Băng, hộ kinh doanh Nguyễn Thị Phương đã đóng thuế hàng tháng đầy đủ. Theo ông Nguyễn Đình Minh, tri cục trưởng tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh, qua điều tra cho thấy, thời gian nổ bệnh trung bình của các bệnh nhân từ 4 đến 8 giờ, triệu chứng chủ yếu là tiêu chảy nôn nó nói tiệm bánh mì không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm tổng số lao động làm việc trực tiếp là 4, không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm không có giấy khám sức khỏe theo đại diện cơ sở nguồn nguyên liệu thực phẩm dùng để chế biến bánh mì được lấy từ cơ sở trên địa bàn thành phố long khánh và các tỉnh thành khác tại thời điểm điều tra ghi nhận cơ sở còn 58,5 cây thịt nguội 15 kg dưa muối chua 0,8 kg chả lụa không có nhãn mát 0,17 kg chả lụa không có nhãn mát, 1,6 kg thịt heo đã qua chế biến, 4 khay pate t với trọng lượng 20,2 kg. Khu vực chế biến thực phẩm rộng thoáng, không cần nguồn ô nhiễm, có trang thiết bị, dụng cụ để chế biến thực phẩm. Cơ quan chức năng đã lấy mẫu thực phẩm gửi kiểm nghiệm các chỉ số an toàn thực phẩm về Viện Y tế Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh. Đoàn kiểm tra đã tiến hành niêm phong thực phẩm và giao cơ sở tự bảo quản trong tủ đông tại cơ sở. Đồng thời thực hiện phép lấy mẫu dịch tị hầu của 4 người chế biến thực phẩm. Lực lượng chức năng đã yêu cầu cơ sở tạm ngưng hoạt động kinh doanh cho đến khi có kết luận ở cơ quan có thẩm quyền và được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Tiếp tục phối hợp điều tra nguyên nhân vụ ngộ độc thực phẩm. Đề nghị phòng y tế thành phố Long Khánh chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục xác minh xử lý các vi phạm. Đề nghị phòng kinh tế thành phố Long Khánh chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra truy xuất nguồn gốc đối với cơ sở cung cấp thực phẩm cho tiệm bánh mì băng. Công an vào cuộc điều tra gần 500 người bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở Đồng Nai. Liên quan đến vụ gần 500 người bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại thành phố Long Khánh Đồng Nai, công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp với các công an thành phố Long Khánh vào cuộc điều tra xác minh sự việc. Theo đó, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế buôn lậu và môi trường công an tỉnh đã phối hợp với công an thành phố Long Khánh tiến hành lấy mẫu thức ăn để giám định nhằm xác định nguyên nhân tại buổi làm việc với đoàn bộ y tế sở y tế tỉnh đồng nai và ủy ban nhân dân thành phố long khánh thượng tá lê trí hiếu phó trưởng công an thành phố long khánh cho biết công an tỉnh đồng nai đang phối hợp với công an thành phố long khánh và sở y tế truy nguồn gốc thực phẩm và làm việc với người liên quan bước đầu cơ quan chức năng đã xuống kiểm tra cơ sở bánh mì băng ở nơi bệnh nhân đã từng mua bánh mì ăn để kiểm tra theo đó, phòng kinh tế chủ trì phối hợp với cơ quan liên quan đã kiểm tra hộ kinh doanh TC khu vực khai phường Xuân Thanh là nơi cung cấp nguồn nhiên liệu trả lụa cho tiệm bánh mì băng. Đoàn đã tiến hành niêm phong, tạm giữ một số phụ gia không nhận mát nguồn gốc xuất xứ, đang tiến hành thực hiện quy trình xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Còn công an thành phố đã tiến hành điều tra, xác minh truy gốc nguồn gốc tại cơ sở giết mổ gia súc DT và cơ sở giết mổ công ty TT về số lượng thịt heo hộ kinh doanh TC mua để dùng để chế biến trả lụa. Ngoài ra, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể tha thành phố đã kịp thời đưa tin tuyên truyền nhằm cảnh báo người dân đã mua và sử dụng sản phẩm trong thời gian từ 15 giờ đến 19 giờ ngày 30 tháng 4. Nếu có dấu hiệu đau bụng, buồn nôn, nôn đi cầu phân lòng, một số trường hợp bị sốt, cần để đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được theo dõi và điều trị kịp thời. Người dân không được tự ý mua thuốc về tự điều trị tại nhà ủy ban nhân dân thành phố long khánh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra các nơi cung cấp nguồn nguyên liệu cho cơ sở tiệm bánh mì băng và xử lý nghiêm minh khi phát hiện vi phạm về đảm bảo an toàn thực phẩm liên quan đến vụ việc này trao đổi với phóng viên giám đốc sở y tế lê quang trung cho biết nếu số ca nhập viện còn tiếp tục gia tăng sẽ chuyển bệnh nhân về các trung tâm y tế phòng khám đa khoa tư nhân lân cận trường hợp có nhiều ca bệnh nặng sẽ chuyển đến bệnh viện đa khoa đồng nai bệnh viện đa khoa thống nhất hoặc mời tuyến trên để hỗ trợ chuyên môn cũng trong chiều ngày 2 tháng 5, Sở Y tế cũng có công văn hỏa tốc yêu cầu các bệnh viện tăng cường công tác điều trị vụ ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì. Khẩn trương điều tra, xác định rõ nguyên nhân vụ việc. Giám đốc Sở Y tế đã đề nghị Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh, Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng Đồng Nai tập trung tối đa nguồn lực, bố trí đầy đủ bác sĩ, thuốc men, trang thiết bị, vật tư y tế, tích cực điều trị cho các bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm để giảm thiểu tối đa do ảnh hưởng xấu tới sức khỏe tính mạng của người bệnh phối hợp chặt chẽ với các bệnh viện đa khoa Đồng Nai, bệnh viện đa khoa Thống Nhất và các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế tại khu vực phía Nam trong việc chuyển tuyến, hội trận chuyên môn, khám chữa bệnh từ xa nếu cần thiết. Sở Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh cũng chỉ đạo các đơn vị liên quan đình chỉ ngay cơ sở bánh mì nghi ngộ độc thực phẩm trên địa bàn, kiểm tra điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở trên, phát hiện có sai phạm cần được xử lý nghiêm theo quy định. Tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Đồng Nai cũng phải phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương làm rõ điều tra nguyên nhân của vụ ngộ độc theo quy định lấy mẫu thực phẩm bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân và công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng đồng thời báo cáo kết quả thực hiện về sở y tế trước ngày 9 tháng 5 ngay sau khi xảy ra sự việc sở y tế đã vào cuộc điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ việc tại thời điểm điều tra tiệm bánh bỉ băng không có giấy phép kinh doanh tại địa chỉ khu phố 2 phường Xuân Bình thành phố Long Khánh Tuy nhiên, bà Nguyễn Thị Khánh Băng sử dụng giấy phép kinh doanh số 47S801-5434 cấp ngày 27 tháng 9 năm 2021 do Phòng Tài chính Kế toán Ủy ban dân thành phố Long Khánh cấp cho bà Nguyễn Thị Ngọc Phương làm chủ hộ kinh doanh. Bà Phương là con ruột của bà Nguyễn Thị Khánh Băng đi dân nước ngoài từ tháng 2 năm 2023. Theo trình bày của bà Nguyễn Thị Khánh Băng, hộ kinh doanh Nguyễn Thị Phương đã đóng thuế hàng tháng đầy đủ. Theo ông Nguyễn Đình Minh, tri cục trưởng tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh, qua điều tra cho thấy, thời gian ủ bệnh trung bình của các bệnh nhân từ 4 đến 8 giờ, triệu chứng chủ yếu là tiêu chảy, nôn nó nói. Tiệm bánh mì không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Tổng số lao động làm việc trực tiếp là 4, không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm, không có giấy khám sức khỏe. Theo đại diện cơ sở, nguồn nguyên liệu thực phẩm dùng để chế biến bánh mì được lấy từ cơ sở trên địa bàn thành phố Long Khánh và các tỉnh thành khác. <laughs>